Xin chào mọi người, hôm nay mình là đi bắt cá mọi người, đi bắt cá để về ăn với lại có nhiều thì mình bón lấy tiền mọi người. Bữa nay đi với lại vẫn là hai đứa em đi kiếm ăn bữa trước với lại thêm mấy đứa em ở dưới đồng bàn lai, ở dưới con của cào với lại con của chú chú rục á, lai chơi dẫn đi trải nghiệm mọi người. Trừ đi bắt có, đi bắt có như thế này, trừ lấy tay mới là lưới bắt. Ở chỗ để bắt có rồi mọi người. Bữa nay mình đây bắt có về ăn với là bón kiếm tiền á. Có đây này là hẹp ngòn ký á, mình bắt về mình bón kiếm tiền với là một số để mình ăn nữa. Mà tới chỗ rồi, đây xung đây nước sao này, nước sao là có nhiều lắm mà. Đây này cũng cô nữa, đây đầu sông á, đầu sông của cái làng hồ Phú Ninh á mọi người. Cái làng hồ Phú Ninh là cái ông sông này chạy xuống đây. Bây giờ nay mình tới chỗ rồi, chuẩn bị ra thỏ lưới với là bánh tay. Bất cái ló rù rì nè mọi người này, bất để cho cái mặt nọ nó sạch, nó khỏi bị cái hơi thở mình ra thở ra ăn mờ á, lạng trang tha thế cho nước rửa chén á. Lá rù rì đó là mình dọn ra cái bọc của mình nước rửa chén rồi. Đây tay này sao lắm bán chưa có lồn đây luôn, cái học trữ có mọi người. Đây là mình lùng cái hộp mình bác có còn sống á, bỏ vô để trừ miếng tấu mình đang nhỏ nhỏ khỏi bị ương, chứ không sao là đây này so có đây nhỏ nhỏ là ương á, ương không ăn được. Thôi mọi người, cái ai mà dưới đồng bàn mà lại lạng bán được có vỏ mọi người đó, đây kinh điển không, bán được có luôn, đừng giỡn. Bác ấy trong đó về Lục An xuống luôn. Để thành phố làm chi biết mấy món này mọi người ha. Không thấy gì luôn đó. Hai món ơn nhã tám quá. Ở thành phố không có cảnh sông ấy, anh tám quá trời nó nhã xuống đó. Mấy cái khu này là dọn thoát nước này, bạn có lên ở đây là ha ứ lại lắm, với lại chỗ này thoát chạy xiết gì có quá trình đó, quá trình người to đi lùm cao á, thoát cao được biết rồi.
cái bình to không nhỉ, cái bình mái ký chứ bự bằng bắp ta mình không nhiều lắm. Đây là thoát nè, thứ này thử có lại đây, thử có lại cho cuộc sống mình có đẹp gì đó, đẹp. Ủa, quá đẹp. Có này ở nhà mình nuôi hồ đó, nuôi hồ kiển á. Đó mọi người, lúc nãy chơi được ít có mọi người. Có này là ở quê mình gọi là có mã mọi người này. Có này là sống già lắm, họ quấn mình mà họ không trái cho mọi người. Mình bỏ lưới dính cho mọi người, chứ quấn mình cũng không trái cho mọi người. Này. Đó, có này là thuộc dòng quý hiếm rồi mọi người. Có mọi người này. Nãy có con niên hả quay? Có. Con niên nào lấy đôi cho mọi người xem này. Đây. Có niên nè mọi người. Có này ở quê mình 300.000 ký mọi người này. Có này ăn luôn ruột được. Thì mình để im đây ra mình náo lại mình ăn luôn ruột. Có này là ăn sống ở mấy cái thốt kia kìa. Đó, mấy thốt ăn mấy cái mà ăn tổ ở cái thốt đó, sạch kinh lắm. Cho nên người ta ăn luôn ruột. Không phải là dân trên núi mình nó ăn luôn ruột mà mọi người nó ở dơ, nhưng mà thật sự dân thành phố đồ họ cũng ăn hết mọi người. Ăn luôn ruột. Nghe nói đâu là ăn là những người dò mà mát mà bị cái mai độc rồi đó. Ăn là thời gian là mát nó ra tàn sống rồi là bình thường. Không có này nè, ăn luôn ruột. Không có chạch lá mọi người. Có láo á. Ở quê mình gọi là có láo. Từ nay mình nhăn lửa. Nhăn lửa nước ngay. Quạt hả? Quạt sắt đấy. Nhăn lửa đây. Nước ngay còn mà trừ mấy túi nữa mình kiếm là mình ăn gì cho mấy đứa ai muốn ở dưới thành phố lên trải nghiệm nữa đấy. Thì mấy đứa này giặt chuối làm bài á mọi người, làm bài là ngồi lên sông đi chơi nè. Ở thành phố lên núi thấy gì cũng mới lọ hết. Con. Có, nhưng có ai mọi người. Có này hơi nặng ngay. Có này có bình dương nha. Đùa thôi. Lấy nó kiếm qua. Chú mua mà có tréo đó. Mang xuống cho muối ăn. Ê, đây đợi nó xị không ơi. Bà có vô nướng ăn mọi người. Trời chiều rồi. Nó buồn quá. Buồn quá nướng ăn. Mấy ăn nó lùm đi sữa ăn nó nổi. Anh em xem Hà Lùm bài trên YouTube chờ đây mà thực hành mọi người này. Không biết rồi đang đang đây. Quá chú mà cứng quá. Chú thôi. Xuống.
chia sẻ mày. Ăn sashimi mọi người ơi. Mày cứ nâu nghe mọi người. Cứ nâu nghe. Thôi bác, bác ốc gì không nào bác. Tới đây cách, ốc cách, nhiều cách, lắm. Cách người rừng sinh tồn. Đù ngầu. Ăn đầu chú rừng mọi người ơi, nó bụng quá. Ăn sashimi nè. Khí độc mọi người, khí độc ăn chuối. Nó bụng đi núi đó bụng ăn cái độc chuối này cũng đỡ đó lắm mọi người. Độc sặc đó. Mày lấy sườn rồi. Nếu có mà nướng lương ngọng. Không. Ăn vô quy tiên luôn. Đây mọi người. Có nướng. Có nướng. Có nướng mâm đẹp. Bỏ vô đây đi ăn nhau mà. Oh my god. Cho ngủ cho đi. Cắm ngủ luôn đi. Để ngồi chỗ cửa này.
Ai trời ơi luôn. An Sang là An Sang là tối dành bồn cầu. Mình phải đừng lùm rớt mà lùm đi nè. Thái Long bây giờ đúng bà không ạ? Đúng không? Bây giờ nhậu đi nè. Ui ui gì đó con Nhi đã cát rồi chứ. Ui này nó nước mình vẽ, mình vẽ cụng cụng lẹ chấm nhiều lai một miếng chấm hàng tiếng nó mới đỏ rồi đúng lên nhân đà lên nhân đà lên nhân đà phải gọi là mấy vị nhân giòn nhá, phải ngon bình thường phải không? Cái này nhỏ không ngon em. Lên núi ăn khó rồi. Nguyên con mén. Để xuống ăn cho đỡ đó mọi người. Đụm lâu nay xuống bỏ có vô nấu ăn mọi người. Ta sửa với lại nhà. Cứ sửa. Mình ngồi mình tách cái này, ngồi tách xong mình nói. Hè ba em cũng có láp rồi. Đứa này em coi. Đừng ơi. Ê đừng bắt nhé. À quay lục lục. Đây. Còn hàng có sẽ lái này hàng nha. Dưới nước anh kẹn, bộ nước đưa nước xe mày. Đó nước của anh nhỉ. Thôi lòng hớt mà ông có mà dưới lòng mà náo nè. Đây bà có dưới bò ra ở đây. Ra chiến bái có chiến chiến. Có dưới chiến rồi. Ui tài đây tài đây. Băng băng thì từ đường mà đậu xe tấn băng băng.
Đang đây đây. Wow. Ngon đấy. Bé cơm. Là gì đấy? Thôi. Có người ăn tóc không kìa ơi. Nhừ mà ụt quá này ngon này anh kìa. Mình sẽ làm. Thấy con muốn đổ vô quý. Con muốn nè. Lục luôn quý. Ngon ngon không thắng. Có này ngon. Hôm nay mà hè không? Ừ. Màu chi vậy? Cứ giờ lai nhã rồi nhã 8 xí rồi mấy đứa về trước mọi người. Chứ đè xe đi núi không có đèn. Thì trước rồi mình mới đứa ai mới lẹ qua gửi lưới đồ có khó rồi đang về xa. Từ mấy đứa về trước, mấy đứa này ở thành phố về quê ăn chơi mà đi còn đây không có đèn cũng đi không được, đi vô núi đi không được. 8 gì trước. Đánh à. Trốn nhà không? Dạ. Ừ. Ngó cho đoàn quần rồi nhả đó. Nhả xuống đúng đó đây. Bị nhau giống nhả ra dùm dùm đó. Cái đứa lần đầu tiên nhả sợ mọi người. Lại như nói nhả cũng được kìa, cần như Canopy.
Quỳ thọ kìa. Quỳ. Vô đâu, không cho nước đâu. Nè đây. Có thêm chưa? Thì mấy đứa về trước mọi người. Mình với ai mà chờ lẹ túi túi ra gửi có kiếm có ít có đem về ăn chứ. Mình lên tới đây mà không em có về không có gian. Mấy đứa về trước. Mấy đứa về cẩn thận ơi. Ok anh. Đó mọi người. Anh em mới gửi lưới lên mọi người. Chờ đi về. Chờ chắc cũng được tốt như giờ rồi. Đây. Có mọi người, có cũng nhiều với ốc nữa, mấy ốc đó nữa. Vì mình quay bằng điện thoại mà đó mọi người. Chưa có thiết bị mà để quay dưới nước hoặc quay ngâm dưới nước hoặc mình quay trên sông đi nè, mình sợ quay dưới nước nữa rồi lỡ điện thoại lỡ đó dưới nước thôi. Khác luôn. Không có thiết bị để quay mà chờ khoảng nay chưa có để sắm thiết bị mà quay dưới nước rồi cho mọi người xem đầy đủ hơn. Cho mọi người thông cổn xem đỡ rồi ủng hộ mình để mình có kinh phí rồi mình sắm thiết bị để mình quay đầy đủ mọi người xem cho ok hơn. Hôm nay mình về mọi người. Đi về. Đi xa đi về. Thôi, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Mọi người xem video cho mình một bình luận góp ý với một đăng ký và một lượt thích nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người.